Ngày 24 tháng 10 tại Hà Nội, Bệnh viện Quân y 103 Học viện Quân y tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng Bệnh viện Quân y 103 năm 2024 với chủ đề Nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh gắn với nghiên cứu khoa học. Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Công Thức, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, công tác điều dưỡng giữ vai trò vô cùng quan trọng trong chăm sóc và điều trị người bệnh. Đội ngũ điều dưỡng chiếm tỷ lệ cao trong các cơ sở y tế, với hai chức năng chính là độc lập nhận định, chăm sóc người bệnh và phối hợp với bác sĩ trong điều trị người bệnh. Bên cạnh đó, đội ngũ điều dưỡng cũng thường xuyên không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc nghiên cứu khoa học để cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, gần 1.000 điều dưỡng viên của bệnh viện đã trực tiếp tham gia khám, cấp cứu, điều trị và chăm sóc cho hơn 1 triệu người bệnh ngoại trú, hơn 100.000 người bệnh nội trú. Cho đến hiện tại, điều dưỡng bệnh viện vẫn đang trực tiếp tham gia chăm sóc điều trị cho khoảng 1.900 đến 2.000 bệnh nhân nội trú một ngày, 2.500 đến 3.000 bệnh nhân ngoại trú một ngày, với mong muốn mang đến sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và sự hài lòng cho người bệnh, người nhà người bệnh. Trong 5 năm trở lại đây, đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện Quân y 103 đã có hơn 70 đề tài nghiên cứu khoa học và 11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó có 5 đề tài sáng kiến đạt giải cao cấp bộ, ngành và đã được áp dụng hiệu quả trong hoạt động chăm sóc người bệnh. Tại hội nghị, có sự tham gia của gần 30 đơn vị trong và ngoài quân đội, hơn 200 đại biểu với 17 báo cáo khoa học được trình bày, tập trung vào các nội dung liên quan can thiệp chăm sóc điều dưỡng, cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đến với hội nghị khoa học điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 103, được học tập ở các nhà chuyên ngành về điều dưỡng, ở các bệnh viện, ở ngoài quân đội, và cũng để là cơ hội cho tôi được học tập và tích lũy được cái kinh nghiệm của các anh chị đi trước và sẽ trau dồi kiến thức để cho bản thân mình sẽ được phát huy cái hết khả năng, làm sao đưa ngành điều dưỡng là một ngành khoa học và cũng là cơ hội để được chăm sóc người bệnh tốt hơn. Thì hội nghị khoa học điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 103 của Học viện Quân y thì là một cái hoạt động thường niên và được diễn ra hàng năm, và cái điều đó thì là một cái cơ hội tốt và thực sự là bổ ích để cho cái đội ngũ điều dưỡng của Bệnh viện Quân y 103 được giao lưu, học hỏi với các cái quý bạn bè đồng nghiệp trong và ngoài quân đội, bổ sung thêm, cập nhật thêm các cái kiến thức mới, về kinh nghiệm mới trên cái hành trình làm nghề của chúng tôi, trong cái quá trình mà phục vụ cho bộ đội và nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Phó Giám đốc Học viện Quân y đề nghị Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ điều dưỡng, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ điều dưỡng viên, kỹ thuật viên và hộ sinh viên bệnh viện. Đồng thời chú trọng giáo dục, rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, bảo đảm người bệnh luôn được an toàn và hài lòng khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 103.